Kính chào quý vị và các bạn. Sắp tới, nhiều hãng taxi sẽ giảm giá cước từ 500 đến 1.000 đồng một km. Giá máy bay dịp lễ mùng 2 tháng 9 tăng cao. Trên thị trường, hầu như không có căn hộ thương mại giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông tại các trung tâm đô thị, cùng nhiều thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây. Sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh giảm lần thứ 5 liên tiếp xuống mức hơn 24.000 đồng một lít, nhiều hãng taxi tại Hà Nội đã nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng đề xuất phương án giảm giá cước. Nhiều hãng taxi tại Hà Nội đã gửi báo cáo lên Sở Giao thông Vận tải và Cục Thuế Hà Nội đề xuất giảm giá cước từ 500 đến 1.000 đồng cho mỗi km tùy vào loại xe. Trước đó, giá cước đã tăng khoảng 1.000 đến 1.500 đồng ở thời điểm xăng tăng trên 30.000 đồng một lít. Khoảng từ 7 đến 10 ngày nữa, khi được cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục phê duyệt kê khai giá cước, một số hãng taxi sẽ giảm giá cước khoảng từ 6 đến 12%. Theo đại diện các hãng taxi, chi phí cho mỗi lần điều chỉnh giá cước bao gồm thủ tục hồ sơ, bóc dán logo, tháo chì, kiểm định đồng hồ tính giờ, thuê sân bãi rất tốn kém, rơi vào khoảng từ 400 đến 500 nghìn đồng một xe. Vì vậy, khi giá xăng giảm mạnh liên tiếp như hiện nay thì các doanh nghiệp mới tính đến chuyện điều chỉnh giá cước. Theo các doanh nghiệp du lịch lữ hành, vé máy bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch trong kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 sắp tới của các hãng hàng không đắt hơn ngày thường cả triệu đồng một vé. Khảo sát trên website của hãng hàng không Vietjet Air, giá vé chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh lên đến 3 triệu đồng một lượt. Nếu bay hãng Vietnam Airlines, 3,6 đến 4,5 triệu đồng một lượt. Nếu di chuyển bằng máy bay của Bamboo Airlines, lên đến 3,7 đến 5,3 triệu đồng một lượt. Mức giá này đã cao hơn từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng một lượt so với những ngày trước kỳ nghỉ lễ. Không chỉ đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tăng giá vé, mà chặng bay Hà Nội, Đà Nẵng cũng trong tình trạng tương tự. Hiện vé máy bay của Vietjet Air được bán với giá từ 2,1 đến 2,5 triệu đồng một vé, Bamboo Airways từ 2,6 đến 3,2 triệu đồng một vé, Vietnam Airlines từ 2,8 đến 3,5 triệu đồng một vé. Vé máy bay đến điểm du lịch Phú Quốc hiện đã tăng giá cao hơn ngày thường từ 400 đến 500 nghìn đồng một vé. Không chỉ tăng giá vé đến các điểm du lịch biển, mà ngay cả điểm du lịch Tây Nguyên như Đà Lạt cũng trong tình trạng tương tự. Hiện giá vé khứ hồi Hà Nội - Đà Lạt dịp mùng 2 tháng 9 của các hãng hàng không dao động từ 4,2 đến 5 triệu đồng một vé khứ hồi. Gần đây, bánh trung thu cỡ nhỏ được bán theo cân tràn lan trên chợ mạng với giá chỉ vài trăm nghìn đồng một chiếc. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội giao bán loại bánh trung thu mini theo cân, giá dao động khoảng trên dưới 100.000 đồng một kg. Mỗi thùng chứa khoảng 25 chiếc bánh trung thu cỡ nhỏ đủ loại màu sắc, hương vị khác nhau. Tính ra giá mỗi chiếc bánh chỉ 4.000 đồng. Loại bánh này có ưu điểm là nhiều vị, người dùng có thể liên tục thay đổi khẩu vị và không bị ngán. Tuy nhiên, phần lớn những chiếc bánh loại này đều được đóng gói sơ sài, trên bao bì in hoàn toàn bằng chữ nước ngoài, không hề có nhãn mác tiếng Việt. Điều này khiến nhiều người lo ngại về an toàn thực phẩm. Giá thành một lít xăng theo giá hiện hành đang chiếm khoảng hơn 10% thu nhập bình quân một ngày của người Việt. Mức phần trăm này không quá cao so với một số nước khác trong khu vực. Theo dữ liệu về thu nhập bình quân đầu người của các nước trong khu vực Đông Nam Á, người Việt Nam có thu nhập khoảng 9,75 đô la Mỹ một ngày. Hiện nay tại Việt Nam, giá xăng E5 RON 92 ở mức 23.720 đồng một lít, còn giá xăng RON 95 là 24.660 đồng một lít, tương đương 1,05 đô la Mỹ. Do đó, một lít xăng đang chiếm khoảng 10,77% trong thu nhập một ngày của người Việt Nam. So với một số nước khác trong khu vực thì mức phần trăm này không quá cao. Điển hình như Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines, người dân của các nước này phải trả lần lượt là 33,79%, 29,33%, 24,96% và 14,41% thu nhập của một ngày cho một lít xăng. Thị trường bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến diễn biến trái chiều, trong khi giao dịch đất nền ảm đạm, chung cư lại tăng giá ở tất cả các phân khúc. Theo thống kê mới nhất từ bấtđộngsản.com.vn, giá chung cư trong quý 2 tại Hà Nội đã tăng 13%, còn thành phố Hồ Chí Minh tăng 10% so với giá trung bình cả năm ngoái. Theo các sàn bất động sản, chung cư lên giá là do thiếu nguồn cung và giá vật liệu xây dựng tăng cao trong thời gian qua. Các chuyên gia dự báo chung cư tại Hà Nội vẫn có xu hướng tăng giá trong những tháng cuối năm, tuy nhiên sức mua sẽ khó đạt được sự mạnh mẽ như trước vì thu nhập bình quân của người dân chưa bắt kịp với mức độ tăng của bất động sản. Báo cáo về thị trường bất động sản quý 2, Bộ Xây dựng cho biết hầu như không có căn hộ thương mại tại khu vực trung tâm các đô thị với giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Bộ Xây dựng đánh giá căn hộ xoay quanh mức giá 25 triệu đồng một mét vuông chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm gồm các quận huyện như tại Hà Nội là dự án XP Homes huyện Đan Phượng giá 29 triệu đồng một mét vuông, dự án GameX Premium huyện Hoài Đức giá 26 triệu đồng một mét vuông. Dự án Xuân Mai Complex, quận Hà Đông, giá khoảng 27 triệu đồng một mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án Dream Home Riverside, quận 8, giá khoảng 27 triệu đồng một mét vuông.
dự án Ehome S quận 9 giá 25 triệu đồng một mét vuông. Tại Đà Nẵng, dự án FPT City Đà Nẵng quận Ngũ Hành Sơn có giá khoảng 25,7 triệu đồng một mét vuông. Phân khúc căn hộ chung cư trung cấp có mức giá khoảng 30 triệu đồng một mét vuông đến dưới 50 triệu đồng một mét vuông vẫn là sản phẩm chủ đạo trên thị trường. Theo bảng xếp hạng vừa được nhà cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần kho vận Agility công bố, Việt Nam đứng thứ 11 trong top 50 thị trường logistics mới nổi. Nhà cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần kho vận Agility nhận định, dù gặp khó khăn trong đại dịch, ngành logistics Việt Nam vẫn phát triển nhờ việc tận dụng hiệu quả của các doanh nghiệp trong các hiệp định thương mại tự do. Cùng với đó, sự tăng trưởng kinh tế, sản xuất và tiêu dùng trong nước, sự bùng nổ thương mại điện tử đã mang lại những cơ hội thực sự cho ngành logistics tại Việt Nam. Theo bảng xếp hạng của Agility, trong số các nước ASEAN, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và Malaysia, Thái Lan, vượt lên Philippines, Myanmar và Campuchia. Trong báo cáo triển vọng thị trường tháng 8 năm 2022 với tựa đề Rất nhiều lo lắng vừa phát hành, ngân hàng Standard Chartered nhận định đồng đô la Mỹ có thể sẽ giảm giá trong 6 đến 12 tháng tới. Theo Standard Chartered, các yếu tố cơ bản dài hạn đang ủng hộ đồng đô la Mỹ yếu hơn có thể kể đến như dữ liệu về tăng trưởng Mỹ giảm và lạm phát hạ nhiệt, chính sách thắt chặt của Fed dự báo cũng sẽ đạt đỉnh, khi đó đồng đô la Mỹ chính thức quay đầu giảm trong nửa cuối năm nay. Sự đảo chiều giảm của đồng đô la Mỹ có thể gia tốc khi chính sách tiền tệ toàn cầu ngày càng hội tụ, lo lắng về tăng trưởng Trung Quốc bắt đầu giảm bớt, lo ngại về nguồn cung năng lượng giảm dần và căng thẳng Ukraine bắt đầu dịu bớt. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ngành ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ của năm 2021. Theo thống kê lợi nhuận 27 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, chỉ trong nửa đầu năm nay, tổng lợi nhuận của các ngân hàng này đã vượt mốc 100.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với các năm trước. Cụ thể, trong quý 1, các ngân hàng báo lãi 54.800 tỷ đồng và sang quý 2 là 50.900 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận các ngân hàng tăng trưởng 33%, còn nếu so với 6 tháng năm 2020, mức tăng trưởng lên tới 110%. Nhịp sống kinh tế phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.